Trại bò Tư Chiến hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2020. Trại bò mình có bò cái. Cái tơ mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại bò xem cùng tham khảo. Thì tính đi bò chốt vài cặp bò bố béo mình có xe nhà giao tận nơi ha. Em quay tổng thể hết cho anh em xem từ phần đầu, phần cần, phần ghim vai, phần sân lưng. Xoáy mặt ra xoáy lưng nè. Bò này bò cái tơ. Bò này cái tơ 100% anh em. Chưa có thay đôi răng nào hết. Bò nói chung là răng nó chưa có thay một đôi nào hết, răng còn khít rim luôn. Phần con bò nó rẻ nó có thay một đôi răng rồi là nó chưa có mang chữa là con bò có vấn đề anh em. Anh em nghiên cứu chuyện đó ha. Con bò mà nó thay một đôi răng mà nó chưa có mang chữa trong mình nó là có vấn đề. Con bò nó thứ nhất là nó bị hư, bị viêm, bị vấn đề là cấy nhiều lần không có chữa. Đó, cái nhiều lần không có chữa hoặc viêm hư gì đó thì nó thay một hai đôi răng rồi là không có chữa là có vấn đề ha. Còn con bò cái tơ này là nó là phần răng của nó là cái khít rim luôn, chưa có hở một cái nào hết. Một cái tơ 11 tháng. Đó, nó chưa có tròn 11 tháng, mình nói tròn 11 tháng luôn. 10 tháng lẻ mấy ngày mình nói tròn 11 tháng. Bò cái tơ, cái mặt đúng nè, cái lưng đúng nè. Một cái rắp manh gu. Đó, gu bật ha. Đây mà gu bật mà gu tròn chứ không phải là gu dẹp lắm nè. Gu tròn rất là hay nè, bò cổ rô rất là đẹp. Phần đầu mặt mỏ ha, hai chân trước, hai chân sau bò để nái mình phải tuyển chọn những con mẹ nó lớn nền. Rồi sau này á, mình nuôi chất lượng thịt nó đạt rất là cao, bò cái bò đực cũng vậy. Đó, bò cái phải để nái phải hình thùng ha, hình thùng như thế này. Đó, đòn dài rồi thùng dạo rồi dậu chiền. Đó, bò đậu chiền mặt mỏ rất là duyên dáng, sáng sủa ha. Đó, ăn uống rất là tốt. Con bò này trong mình nó vào khoảng 100 ngoài, 100 ngoài ký. Đó, ký lô đó 100 ngoài ha, còn nếu ký hơi là 230 ký đô lên. Hoặc bỏ rất là duyên dáng, xoay mặt đúng nè, xoay lưng đúng nè. Phần qua của nó rất là to. Bò để nái là phải chân là thẳng nè ha. Đó, xoay mặt. Đó, phần kim đó là rất là to. Phần dậu rúng thì gọi là dậu chiền, rúng chiền đó. Phần vú nó rất là đều, bốn vú rất là đều. Đó, còn bò nái để nái là không phải đơn giản ha, mình phải đâu phải là để con nào cũng được. Mình phải tuyển chọn là con bò mẹ nè, con bò mẹ nó phải là cái hoa nó to nè, phần rúng của nó nè, phần đầu nè, phần sân lưng nè, phần ghim vai nè, lưng thẳng nè, hai chân sau, bò này đạt chuẩn 100%, sau này sinh sản đạt chuẩn 100% luôn. Còn con bò mà Pháp với con bò 3B á, thì nó đẻ được một hai con nghé rồi nó nín hoặc mình bỏ mình cấy với lại mình gieo tinh nó rất là khó. Còn con bò rắp manh gu này rất là dễ, chứ lên giống là cái mình cấy ha, hoặc là cho nó nọc rồi vẫn đạt 100%, rất là dễ, đẻ nghe rất là bền. Cái tơ ha, mình bao bên em là nói chính xác ăn bò này cái tơ là thiếu đủ, cũng như nói chung là 11 tháng. Bò này phần răng của nó là chưa khít rim, chưa có thay cái nào nha. Cái tơ, địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhẫn Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, gần nhà thờ Cần Dâu. Ở đây tỉnh Bến Tre, mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến đại bò xem. Dự tính nuôi bò chốt vài cặp bò thì mình có xe nhà giao tận nơi nhé. Đại bò mình về gồm có 3B bò đực, bò đực thì 3B hấp kem, 3B cơ bắp. Con này một cái rất là đẹp. Cái tờ